Go. À, buổi hội thảo ngày hôm nay thì mình thấy các bạn rất là năng động và mình cũng rất là vui và hào hứng được tiếp thêm rất là nhiều năng lượng từ các bạn học sinh sinh viên và như các bạn thí sinh. Và mình rất là vui là trong cái phần mà mình diễn giảng cho các bạn á, thì có phần game các bạn tham gia rất là hào hứng luôn và mình rất là vui khi mà mình có thể mang đến cái năng lượng cho các bạn trong ngày hôm nay. Thì các bạn tham gia chương trình, các bạn rất là quan tâm về cái thao tác cũng như là các thuận lợi của bài thi IELTS trên máy tính so với bài thi IELTS trên giấy. Và các bạn rất là hào hứng khi các bạn thấy được là những cái chức năng, những cái function của bài thi IELTS trên máy tính hiện tại rất là hiện đại và cũng như rất là thuận lợi cho các bạn thi. Tôi tự hào cùng với IDP đồng hành cùng với hàng triệu học sinh sinh viên Việt Nam.